hiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của trí nhất thiết chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của trí nhất thiết hoặc hữu phiền não vô phiền não của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của trí nhất thiết và cái danh hữu phiền não vô phiền não của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của trí nhất thiết là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của trí nhất thiết chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thế gian xuất thế gian của trí nhất thiết hoặc thế gian xuất thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của trí nhất thiết và cái danh thế gian xuất thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của trí nhất thiết là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của trí nhất thiết chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của trí nhất thiết hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của trí nhất thiết và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc danh tử hoặc thuộc niết bàn của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh thuộc danh tử hoặc thuộc niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của trí nhất thiết hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của trí nhất thiết và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của trí nhất thiết hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của trí nhất thiết và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của trí nhất thiết là đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của trí nhất thiết hoặc khả đắc bất khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của trí nhất thiết và cái danh khả đắc bất khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của trí nhất thiết là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là đại bồ tát lại nữa thiện hiện ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát cụ thọ thiện hiện bạch bạch thế tôn hoặc quả dự lưu hoặc quả nhất lai bất hoàn a la hán, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh quả dự lưu và cái danh quả nhất lai bất hoàn a la hán, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh quả dự lưu là đại bồ tát, chính cái danh quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thường vô thường của quả dự lưu hoặc thường vô thường của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thường vô thường của quả dự lưu và cái danh thường vô thường của quả nhất lai bất hoàn a à la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của quả nhất lai bất hoàn a à la hán là đại bồ tát Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát Chính cái danh lạc hoặc khổ của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán chẳng phải là Đại Bồ Tát Bạch Thế Tôn hoặc là khổ của quả dự lưu hoặc là khổ của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán Chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh lạc khổ của quả dự lưu và cái danh lạc khổ của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả dự lưu là đại bồ tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán hiện nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát. Bạch Thế Tôn hoặc ngã vô ngã của quả dự lưu, hoặc ngã vô ngã của quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của quả dự lưu và cái danh ngã vô ngã của quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ Tát xét quyển thứ ba tư